là viết tắt của chữ computing tomography. Tomography tức là cắt từng lát và sử dụng máy vi tính của ta đang làm. Nên chúng ta thông tin là cắt lớp vi tính. Đây chúng ta cắt từng lát của máy vi tính. CT nhớ nha, chỉ biết như vậy thôi, không biến thể, chứ mà thấy là biến thể thôi. CT, bên yên vết thì báo cái lớn là các bạn biến thể, tức là để ra đến các biến thể để chữ y sau chữ y dài như thế chị thiệt các bạn cũng không biết là các bạn nghĩ chỉ định một cái chữ cơ như ta là hết số lần thì báo tí chúng ta là chữ thứ đó ví dụ như bạn thấy là báo này hoặc là đọc được chữ này không đối với tụi em thì các bạn không biết là quan trọng mà thể dục và nhân dân đó xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đây tắt cái nóng lòng nhà ở nhà ở đây cái miền Bắc không nóng nào nóng lòng nóng nem xuống đó là gần ngoài gần đi mình cũng có đây bệnh nhân này ở bệnh viện Khánh Hòa bệnh nhân tiền công mình đang 24 tuổi tiền có được chuyển dạ lời dạy thầy thuốc là uống thuốc theo đơn và cho bé uống mẹ ba nó thì để ra Rồi, bây giờ tới đây. Lớp nông này ha. Bắt đầu vô phần kinh. Nông nông thì các bạn học X-quang. X-quang đó là